Đó. Đấy, nè, nè, bạn nhìn đây nó ngon chưa nào? Các bạn nha, hôm nay thì mình mới tẩu được vài cái ghẹ nha các bạn. Thì hàng ghẹ này là do tẩu hiếm lắm nha các bạn. Mình mới tẩu về được nào các bạn xem đây. Đây, ghẹ nhà mình nha các bạn. Đây, hấp dẫn chưa? Thì có một con ghẹ bông nha, hôm nay mình sẽ ăn thưởng thức con ghẹ bông này nha các bạn. Rồi, có trứng luôn nha. Đó, bông có trứng luôn. Thôi mong con ghẹ cái có trứng còn trộn một nhìn lớp trứng nha mấy bạn, hấp dẫn chưa? Đây, bằng bàn tay không? Thôi bự hơn là bàn tay của mình luôn nha mấy bạn. Vậy nhà mình còn này, mình có size nhỏ hơn nha mấy bạn. Nên mình sẽ đậu hết trơn cái đống này. Đây, quá ngon, quá xuất sắc mấy bạn ơi. Ghẹ này do bão dịch cho nên bão nhiều quá cho nên là nó hơi mắc nha mấy bạn, nhưng mà mình cũng cố gắng kiếm được và ăn nó thôi. Giờ mình bắt ra chuẩn bị nấu các bạn. Mình nghĩ mình sẽ hấp nó quá. Bộ như cái dĩa luôn nè. Đấy trời bự. Rồi, nấu thôi. Ok. Rồi. Ê, bây giờ mình sẽ nhờ chồng mình chế biến nha, tại vì mình nấu ăn cũng không giỏi lắm mấy bạn. Trời đang mưa ở ngoài nha mấy bạn, mưa lắc cắt lắc cắt, rồi giờ mình ở trong nhà chế biến nấu ăn hấp dẫn quá. Bác ngon rồi hả? Ôi bỏ nè, bây giờ bỏ con ghẹ to nhất vô, thì con ghẹ màu bông đẹp nhất. Tới tiếp theo là con ghẹ to nhất, con ghẹ bé nhất, rồi con ghẹ to nhất nữa. Ôi hấp dẫn quá. Rồi cho nước vô một ít nước luôn. Cái nước gì? Giờ mấy bạn bắt lửa nghiêu nghiêu thôi nha bạn. Nước mắm nha, nước mắm các bạn vừa một khoảng bốn ra một giá nha, nửa giá là nửa giá, nửa giá hả? Hơn hơn nửa giá, hơn nửa giá các bạn. Rồi đường, đường là một muỗng rưỡi nha mấy bạn. Bốn là không yếu à? Đây, hết bột ngọt rồi nha các bạn. Cái tiết mục nó hết bột ngọt là hoài. Bây giờ đi lấy bột ngọt thêm vô chứ hết rồi. Đây, thì giờ nó đã đổi màu nha các bạn, thành màu đỏ rực đẹp ghê chưa. Giờ mình trở về nha, cho nó thấm đều gia vị vô hai bên cho chín nha các bạn. Thơm các bạn ơi, mùi tỏi xông lên mặt tụi. A few moments later. Giờ chắc là mình nghĩ đó chính mình như vậy. Giờ mình sẽ đây không chút luôn. Wow, lát mình cho sáng nè. Đó, cái này bạn thấy đỏ chưa? Đó, còn đỏ nè. Đó, trời trời, con cơm bông nó đẹp mấy bạn. Con cơm rồi à? Con ghẹ bông không cảm mấy bạn ơi, mình bé trẻ giúp mình quên cái con mình này quá trời hấp dẫn mẹ ơi, đổ nguyên một cái nồi luôn à. Nghĩ chắc có cũng chín nè bạn, có bây giờ cũng tầm 15 phút rồi nha. Nghĩ chắc được ai mình sẽ ăn kẹ với mấy cái chanh nha bạn. Này rồi chanh nước nè bạn, thù quá ngon. Nè bây giờ mình sẽ thưởng thức con ghẹ nào giờ ta, thưởng thức con ghẹ bông đây để xuất sắc cho mình.
Rồi nó to không? Không, các bạn nhìn càng ghẹ đó bạn. Thường thì người ta sẽ lấy càng ghẹ này nè, người ta bán dư giá mấy trăm ngàn một ký thôi bạn. Giá đắt quá. Còn bữa nay mình ăn mà mình ăn có con có càng luôn. Ngon. Giờ mình thử đùm trứng của nó trước các bạn. Quá trời cái đùm trứng này. Nóng quá các bạn ơi. Wow. Đùm trứng hồi nãy đỏ đỏ đó các bạn. Giờ lại là nó đặt lại nha các bạn. Nó ngọt mất màu đỏ rồi. Nó chuyển qua hơi nâu nâu. Mình chấm thử nha. Trứng nó dài cắn rất của bạn. Ngộ quá. Ngon không? Nó lạ miệng lắm. Em thấy nó dai nhất mà. Dai hơn mà thịt heo các bạn. Thử thịt heo mình chéo hút. Đúng rồi, mình bỏ qua bên các bạn. Dai quá. Em thử cái càng nữa. Thôi để mình test thử cho mấy bạn coi cái phần thịt bên trong nó nhẹ trước các bạn. Ôi. Cầm như vậy. Cầm cái gì đó. Ừ. Chỉnh cái lít nó lại. Quá trời nóng không có cầm được. Rồi. Nước ngọt các bạn. Ngon quá. Mình thử cái này đã. Ủa nóng quá mấy bạn ơi. Nó hồng nhạt nè mấy bạn. Ồ. Hay. Cho mình sẽ thử miếng. Muối chiếc chanh nha mấy bạn. Ngọt. Nó béo béo, thơm thơm. Nó rẻ thì nó con cua rồi nha mấy bạn. Ngon. Dễ thì nó chút. Bao hạt luôn nha, tuổi gốc. Mình ăn thử một cái kèm nhỏ nha. Cái lần kia này cũng như đây. Đây. Không ra mấy bạn ơi. Thịt nó đặt tới nỗi mình bút ra luôn á. Ngọt quá đẹp. Thịt thịt dày cứng luôn nha bạn. Thịt cứng luôn. Đặt cái này. Thịt cứng luôn nha. Ăn cua chứ mình thích ăn rẻ hơn. Tại nó nhiều thịt hơn các bạn. Ngồi vậy nè. Đó. Chấm miếng muối tiêu chanh nè. Thịt ngọt nha. Mềm, ngọt. Nói chung là ngon á. Ăn thử miếng nhật thôi. Quá trời sắc, quá ngon mấy bạn ơi. Rồi một bỏ cái yếm trên đó đó. Giảm thành hai không ta. Nó bớt nóng của mình nhưng mà vẫn còn nóng nha mấy bạn. Đó. Đấy, vậy là ba mấy bạn nhìn đây nó cắt như vậy đúng không? Mình nhớ một chút trước mình có xem qua một cái clip của cái anh kia, anh chỉ cho mình cách ăn dẻ giống như nhắm lên là nó ra cái phớ này là bẻ cút lưỡi ra thịt trơn, có thịt có phớ lên, thịt có phớ trên các bạn, mình dễ bóc làm nó nhìn thấy không các bạn, quá ngọt vậy. Ngọt quá. Ủa chắc thật dữ lắm mấy bạn ơi. Thật nhạo những nhân trùng đúng không? Đến ba. Mấy bạn đã thích ăn dẻ thì cứ vào comment nha. Nếu gần chỗ mình thì mình sẽ giáo hết nha mấy bạn. Dạ ngon. Dẻ dập đá mà thịt vẫn tươi với bạn. Vẫn ngon. Tại vì quá trình những chuyển về đó, con ghẹ này nó khó chỗ á là nó vừa lên khỏi mặt nước chừng tiếng nữa hay nửa tiếng thì là nó thịt nó ngon nữa, cho nên là mình phải lúc còn sống mình dập đá mình chuyển về đây nó mới giữ được tươi ngon gì nè. Bạn có ăn gì mua họ mình nha, bao ngon luôn, bao chắc thịt luôn, chắc thịt thịt vậy mà không chắc thịt nữa thôi rồi nhưng không các bạn ơi. Các bạn chưa?
À, mình quên mà không phải ăn rồi, thôi kệ đi lỡ rồi. Thì video của mình đến đây là kết thúc các bạn. Thì mình chỉ giới thiệu với bạn là muốn tiệc nấu nước nước mắm thôi nha bạn. Nhờ chồng mình làm nha, mình cũng không gần lắm. À, nếu bạn muốn ăn thì cứ comment. Còn thì mình cứ share được cho mấy bạn nha. Thì đến đây thì mình kết thúc video với bạn. Tạm biệt với bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Bye bye.